Kính Chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 13 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ ủng hộ hai ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cho các nước châu Phi. Chiến thắng pháp lý, thẩm phán trả lại trong sạch cho Tổng thống Trump trong vụ án bầu cử Georgia. Thủ tướng Anh có chuyến đi chấp nhoáng thẩm mỹ. Người đàn ông bị buộc tội trong âm mưu ám sát của Iran nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức khác. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield, các nước châu Phi cần vị trí thành viên thường trực để phát huy tiếng nói của họ tại Hội đồng. Ngày 12 tháng 9, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield tuyên bố, Mỹ ủng hộ việc thêm hai vị trí thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho các quốc gia châu Phi và một vị trí luân phiên giữa các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Bà Thomas Greenfield phát biểu trước hội đồng quan hệ đối ngoại của Liên hợp quốc rằng: Trong nhiều năm, các quốc gia đã kêu gọi thành lập một hội đồng toàn diện hơn và mang tính đại diện hơn, phản ánh đặc điểm nhân khẩu học của thế giới ngày nay và phản ứng tốt hơn trước những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hôm nay. Theo bà, vị trí thành viên không thường trực không cho phép các nước châu Phi phát huy đầy đủ những lợi ích từ tiếng nói của họ cho các hoạt động của hội đồng. Bà Thomas greenfield cũng cho biết rằng các quốc đảo nhỏ đang phát triển xứng đáng có được một ghế thành viên luân phiên bởi vì họ đưa ra những hiểu biết quan trọng về một loạt các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Đáng chú ý nhất là tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, thì bà Thomas Greenfield cho biết Mỹ không ủng hộ việc mở rộng quyền phủ quyết ra ngoài năm quốc gia thành viên thường trực ban đầu, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc không ai trong số các thành viên thường trực muốn từ bỏ quyền phủ quyết của mình kể cả chúng tôi chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi mở rộng quyền phủ quyết đó cho toàn bộ hội đồng thì nó sẽ khiến cho hội đồng hoạt động kém hiệu quả hơn Thưa quý vị, việc thúc đẩy hai ghế thành viên thường trực cho các nước châu Phi và một ghế luân phiên cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển đang là bước đi mới nhất của Mỹ sau sự ủng hộ của Washington dành cho Ấn Độ, Nhật Bản và Đức nắm giữ ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chiến thắng pháp lý, thẩm phán trả lại trong sạch cho Tổng thống Trump trong vụ án bầu cử Georgia. Quý vị thân mến, thẩm phán quận Fulton, Scott McAlife vào hôm thứ năm đã bác bỏ hai tội danh chống lại cựu tổng thống Donald Trump trong vụ án bầu cử do biện lý quận Fulton, Fanny Willis truy tố. Biện lý Willis đã truy tố ông Trump và 18 bị cáo đồng phạm vào tháng 8 năm ngoái về các tội danh tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền RICO. Ông Donald Trump đã không nhận tội tất cả các cáo buộc này. Quyết định hôm thứ năm của thẩm phán McAlife cụ thể liên quan đến các cáo buộc rằng ông Donald Trump và các đồng minh của ông đã tập hợp một danh sách các đại cử tri tổng thống gian lận và để đơn kiện dân sự thách thức kết quả bầu cử có chứa các khiếu nại sai sự thật. Phán quyết này có nghĩa là năm trong số 13 tội danh hình sự ban đầu chống lại ông Trump trong bản cáo trạng có được vào năm ngoái hiện đã bị bác bỏ. Hồi tháng 3, thẩm phán Mark A. đã bác bỏ 6 tội danh khác trong vụ án này, trong đó có 3 tội danh chống lại ông Trump. Luật sư của ông Trump, ông Steve Sato cho biết trong một tuyên bố rằng phán quyết của thẩm phán Mark A. cho thấy ông Trump và nhóm luật sư của ông đã thắng thế một lần nữa trong vụ án bầu cử này vụ án hiện đã và đang bị đóng băng trong bối cảnh ông trump kháng cáo quyết định của thẩm phán mark afi cho phép biện lý Willis tiếp tục vụ án trong bối cảnh lo ngại về mối quan hệ tình ái của bà với ông nathan way một công tố viên đặc biệt mà bà thuê để theo đuổi vụ án này thẩm phán mark afi đã ra lệnh rằng hoặc ông way hoặc bà Willis phải rút lui khỏi vụ án và sau lệnh đó ông way đã rút lui nhưng ông trump vẫn đang tìm cách loại bỏ biện lý Willis. Tòa phúc thẩm Georgia hồi tháng 6 đã ra phán quyết tạm dừng các thủ tục tố tụng vụ án bầu cử này để chờ các tranh luận miệng dự kiến diễn ra vào tháng 12. Điều này có nghĩa là vụ án tại Georgia sẽ không tiến triển trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thủ tướng Anh có chuyến đi chớp nhoáng đến Thẩm Mỹ. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Anh Carl Stammer đã có chuyến đi chấp nhoán tới Washington DC vào ngày 13 tháng 9 để gặp Tổng thống Joe Biden và thảo luận về nhiều vấn đề. Trong đó có ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự sẽ xoay quanh sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine, nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza, giảm căng thẳng ở Trung Đông hay thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Kính thưa quý vị, người phát ngôn của Thủ tướng Anh khẳng định, Mục đích của cuộc gặp là dành thời gian thảo luận sâu hơn, chi tiết hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường của các cuộc họp song phương và các cuộc điện thoại thường xuyên giữa hai nhà lãnh đạo. Đây cũng là cơ hội để xứ sở sương mù và đất nước cờ hòa bàn bạc về chiến lược sâu sắc hơn trước các hội nghị thượng đỉnh mà hai bên sẽ tham gia, như cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 sắp tới. Thưa quý vị, cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Starmer diễn ra hai tuần sau khi Anh đình chỉ một số hoạt động bán vũ khí cho Israel, với lý do có rủi ro rõ ràng là thiết bị có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính của Israel, phản ứng với quyết định này bằng cách nói rằng Anh có quy trình riêng để đánh giá đây cũng là lần thứ hai mà người đứng đầu chính phủ Anh đương nhiệm tới Mỹ kể từ khi đắc cử thủ tướng vào tháng 7 vừa qua. Chuyến thăm đầu tiên của ông Starmer diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Washington, DC Người đàn ông bị buộc tội trong âm mưu ám sát của Iran nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức khác. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đã công bố cáo buộc đối với một người đàn ông Pakistan có quan hệ với Iran vì liên quan đến âm mưu ám sát các quan chức Mỹ. Asif Merchant, còn được gọi là Asif Raza Merchant, bị truy tố về tội cố gắng thực hiện hành vi khủng bố vượt qua biên giới quốc gia và giết người thuê như một phần của kế hoạch ám sát một chính trị gia hoặc quan chức chính phủ Hoa Kỳ trên đất Hoa Kỳ. Tổng chưởng lý Maurice Galland đã đưa ra tuyên bố cùng với tin tức về bản cáo trạng của Merchant. Galland cho biết, Bộ Tư pháp sẽ không dùng thứ cho những nỗ lực của Iran nhằm vào các quan chức nhà nước của chúng ta và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta. Ông nói thêm rằng, như những cáo buộc khủng bố và giết người thuê đối với Ashif Merchant chứng minh, chúng tôi sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của những kẻ tìm cách thực hiện âm mưu giết người của Iran Chống lại người Mỹ. Thưa quý vị, Giám đốc FBI Christopher Gray không trực tiếp nêu tên Tổng thống Donald Trump là mục tiêu của âm mưu ám sát, nhưng đã nói những lời mạnh mẽ về sự an toàn của người Mỹ. Gray tuyên bố, âm mưu giết người thuê nguy hiểm này được cho là do một công dân Pakistan có quan hệ mật thiết với Iran chỉ đạo và nằm trong kế hoạch của chế độ Iran một âm mưu do nước ngoài chỉ đạo nhằm giết một viên chức nhà nước hoặc bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta và sẽ được đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh và nguồn lực của FBI. Bảo vệ người Mỹ khỏi bọn khủng bố vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Thưa quý vị, Merchant được cho là đã đến Iran vào đầu năm nay trước khi trở về Pakistan và sau đó đến Hoa Kỳ. Anh ta được cho là đã liên lạc với một cá nhân mà anh ta tin rằng có thể hỗ trợ anh ta thực hiện âm mưu này. Người đó được cho là đã liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật. Các viên chức thực thi pháp luật ngầm của Hoa Kỳ sau đó đã gặp Merchant tại New York vào tháng 6. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Merchant được cho là đã bắt đầu sắp xếp các cách để có được 5.000 đô la tiền mặt để trả cho các viên chức chìm. Merchant vẫn bị giam giữ. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với mức án tù trung thân. Tin tức của Bộ Tư pháp được đưa ra một tuần sau khi Thượng nghị sĩ Judge Gladley công bố hồ sơ do người tố giác FBI cung cấp, trong đó chia sẻ thông tin chi tiết về các nỗ lực ám sát Trump và các quan chức khác do Iran hậu thuẫn. Nhưng nỗ lực ám sát này được cho là có liên quan đến cái chết của sĩ quan lực lượng vệ binh cách mạng Iran Qasem Soleimani, người đã bị giết trong nhiệm kỳ của Trump vào năm 2020. Theo Fox News, Glassley cho biết trong một tuyên bố rằng, những kẻ xấu quyết tâm gây ra sự tàn phá cho đất nước chúng ta và các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ ở cả hai đảng đều đang nằm trong tầm ngắm. Ông nói thêm, trong môi trường đe dọa cực kỳ cao này thì các cơ quan liên bang cần tập trung vào việc xây dựng lòng tin của công chúng và trấn an người dân Mỹ về những nỗ lực thực hiện sứ mệnh bảo vệ của họ Emily và cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng chúng tôi xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh btv e -Post Time hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung nhanh trung thực và chính xác nhất một lần nữa emily xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp